Nhật ký nhuộm tóc màu xanh dương đen khói như thế nào? Một mình thì không thể nhuộm được nên mình phải sang nhà đứa bạn. Bộ nhuộm tóc này mình mua trên Shopee là 160 thì phải. Đấy, cái bộ tóc cũ của mình trông rất là bẩn rồi. Bạn mình có đưa cho mình khẩu trang để đeo. Không cả mùi hóa chất lắm. Cái chùm người thì lấy luôn cái túi bóng to xé ra. Cái khó nó ló. Cái khôn chùm vào không bỏ thuốc nhuộm nó dính vào áo. Đấy, đúng là dân chuyên nhuộm tóc. Bạn mình đầy đủ hết dụng cụ luôn. Mở cái tuyết này còn rất chuyên nghiệp luôn. Đầu tiên là phải bóp cái thuốc nhuộm bằng cái tuyết này ra. Bóp làm sao để đừng thừa tí nào không bỏ phí lắm. Tiếp theo là đổ cái thuốc trợ nhuộm này vào. Chắc cái này để hỗ trợ lên màu. Rồi tiếp theo là cho cái gói dưỡng này vào. Cái loại nhuộm tóc của mình là mình mua loại dưỡng vừa nên là nó có cái gói dưỡng tóc này. Thực ra mình thấy cái loại dưỡng vừa hay dưỡng ít nó cũng như nhau hết đấy. Trộn ba cái vào nhau rồi thì khuấy lên nào. Tích cực quay tay vận may sẽ đến. Sau 7-7-4-9 tiếng thì kết quả là được như thế này đây. Rồi bắt đầu chiết lên đầu thôi. Trông mình buồn cười vãi. Một cái túi bóng trợ nó vẫn dính vào người nên bạn mình lấy cho mình thêm một cái túi bóng nữa cho nó chắc ăn. Rồi chiết tóc thành 3 phần để chiết cho nó dễ và nó đều nhau. Bộ từ chân tóc cho đến đuôi tóc. Cái này thì mình nghĩ là phải có thêm một người lớp bôi cho các bạn thì nó mới đều tóc được. Không nhuộm xong lại như cái con bò sữa. Cái lọ thuốc này thì mình mua trước cả 30/4 mùng 1/5. Để quên ở dưới Hà Nội mãi mới có gì dùng lấy. Đâm ra là tóc dài là bao nhiêu rồi. May là một tiết này nó đủ cho cả đầu mình. Nhân phẩm không tốt một im cũng bị bẩn. Trời trời ơi, bạn mình như một người mẹ chăm sóc cho một đứa con rất là tần tảo. Lau sạch từng chân răng kẽ tóc. Chụp đầu xong rồi thì ngồi đợi 30 phút. Trời đấy, tâm lý chưa? Thấy mình đợi lâu còn mang cả mận ra cho mình ăn. Rồi 30 phút cũng trôi qua. Mình sẽ xả sạch với nước. Kiểu lần đầu tiên nhuộm ở nhà mình nhìn thấy mình hãi luôn. Má sao nước nó xanh lè xanh nẹt ra vậy? Nhuộm tóc mất 30 phút. Chỉ xả cái đầu mất cả tiếng. Và đây là thành quả này. Đẹp ngoài mong đợi luôn. Sự cố gắng sẽ được đền đáp. Đây là khi ra ngoài trời lại ánh xanh lên. Xong xuôi rồi hai đứa rủ nhau đi lượn ở Đại Lải. Chú cha mẹ ơi, hoàng hôn chưa đẹp, gió lại còn mát mãi luôn.